Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Mỹ Nhiên, sinh năm 1993, thường trú khóm 6B thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 5 năm 2024, Phạm Mỹ Nhiên, thường trú khóm 6B thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã giới thiệu cho ba người con của bác mình là ông Hải, gồm PCN sinh năm 1995, DKH sinh năm 2001, vợ N, BCTH sinh năm 2004, cùng thường trú ấp 20 xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, cho người bạn tên X ở Kiên Giang để X bố trí, sắp xếp đưa sang Campuchia lao động bằng đường tiểu ngạch. Cùng đi còn có hai người khác, em họ của Nhiên, với mức lương khoảng 20 triệu đồng một tháng. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2024, N đã gọi Zalo về cho ông Hải, cho biết công việc ở Campuchia là bị ép đi lừa gạt người khác thông qua mạng xã hội, tải game, nạp tiền để chiếm đoạt tiền của bị hại. N nói với ông Hải, phía công ty ở Campuchia thông báo cho N, Thờ và H biết Nhiên đã bán họ với giá 30 triệu đồng và cầu cứu gia đình để gửi tiền chuộc người về. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố Phạm Mỹ Nhiên về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Nhưng do Nhiên đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.